Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình đã được thiết kế cho chủ đầu tư là gia đình của anh Nguyễn Văn Thắng, có địa chỉ tại Định Hưng, Yên Định, Thanh Hóa. Đối với công trình này của chúng ta thì đang được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại, kết hợp với cả là hệ mái Nhật 2 tầng. Tuy nhiên thì như quý vị có thể nhận thấy rồi rằng là cái vẻ ngoài ngoại thất của công trình này, chúng ta đang sử dụng một cái màu sắc rất là đặc biệt. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng chia sẻ kỹ càng hơn về cái việc lựa chọn và phối màu cho công trình nhé. Còn đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến khác của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói.com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía thanh công cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh Nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh Lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mi Home nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh Kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này, chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh Lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Min Home nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh Kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc, chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam, chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương, chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ý, thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của
chúng ta ngày hôm nay thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả là hệ mái Nhật. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng nói chuyên sâu hơn về hai cái loại hình này nhé. Trước hết là về cái phong cách hiện đại này, chúng ta sẽ có bao gồm những cái khối hình là một cái giao diện rất là vuông vức, nhưng mà nó sẽ thể hiện được cái tính trẻ trung và khỏe khoắn, nó rất là hiện đại đúng như cái tên gọi của nó quý vị nhé. Và nó sẽ khác biệt so với cái phong cách tân cổ hay là cổ điển classic, bởi vì nó sẽ không có những cái họa tiết hoa văn phào chỉ, rồi là những cái phù điêu trang trí, rồi là những cái bước đắp nổi nữa. Và những cái vấn đề này nó sẽ có thể giảm thiểu được cái chi phí đầu tư cho công trình cơ. Ví dụ nếu như mà chúng ta muốn làm những cái phào chỉ thì sẽ phải có đội ngũ tay nghề thợ thi công rất là cao, khiến cho cái chi phí nhân công xây dựng của chúng ta cũng sẽ phải gia tăng lên rồi. Vậy nên là quý vị có thể lựa chọn cái phong cách hiện đại này, nó vừa đơn giản lại vừa có thể giảm thiểu được cái chi phí đầu tư cho công trình. Vậy nên đây chính là một cái loại hình, một cái phong cách mà bây giờ cũng đang được lựa chọn rất nhiều trên thị trường quý vị nhé. Và ngoài ra chúng ta còn có thể khẳng định một cái điều rằng là nó sẽ không lo là bị lỗi thời, bởi vì bây giờ với cái số lượng sử dụng nhiều như vậy, mà không chỉ trong những công trình dân dụng đâu, mà kể cả những cái homestay, những cái resort hay là những cái khu nghỉ dưỡng, bây giờ chúng ta cũng đang sử dụng những cái loại hình như vậy, thì có thể khẳng định một cái điều chắc chắn rằng là nó rất là thời thượng rồi. Và khi mà chúng ta kết hợp với cả là cái phong cách hiện đại này thì mái Nhật lại là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Trước hết là về cái giao diện đi, thì nó sẽ không khiến cho cái mái nhà của chúng ta bị trống trải như là những ngôi nhà hệ mái bằng quý vị nhá. Nếu như phía bên trên này chúng ta sử dụng một cái hệ mái bằng ấy, thì nó sẽ không có những cái hệ vì kèo mái ngói, mà nó chỉ có một cái lớp đổ trần bê tông thôi. Thì vô hình chung nó sẽ khiến cho cái mái nhà của chúng ta sẽ không có giống như một cái phụ kiện, là một cái mũ để có thể trang trí cho ngôi nhà vậy. Và thứ hai nữa là nó sẽ có thể chống chịu được những cái tác động thời tiết tự nhiên môi trường xung quanh rất là tốt. Nếu như ở công trình chúng ta sử dụng một cái hệ mái bằng thôi thì sẽ phải lo thêm những cái yếu tố về chống thấm này, hay là về cái yếu tố thoát nước làm sao cho hiệu quả. Nếu không thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là bị đọng nước phía bên trên mái nhà, lâu dần là nó sẽ bị thấm, bị rột hay là bị nứt vỡ. Còn đối với một ngôi nhà hệ mái Nhật như thế này thì tất cả những cái mảng mặt bên của mái chúng ta đã có một cái độ dốc tự nhiên rồi, sẽ không lo cái tình trạng bị tù đọng nước mưa phía bên trên mái này quý vị nhé. Và một cái ưu điểm thứ hai của mái Nhật nữa đó chính là về cái tính cách nhiệt chống nóng rất là tốt. Vào những cái ngày hè oi bức ngột ngạt ý, thì những cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái mái của chúng ta. Nếu như mà ở đây chúng ta chỉ có một cái lớp đổ trần bê tông giống như ngôi nhà hệ mái bằng thôi, thì toàn bộ những cái nhiệt năng nó sẽ được hấp thu và truyền tải xuống dưới không gian xương ống phía bên dưới chúng ta. Nó sẽ tạo ra cảm giác là bị oi bức ngột ngạt. Và thay vào đó chúng ta sẽ phải làm thêm những cái phương pháp chống nóng khác, như là làm những cái hệ mái tôn cách nhiệt phía bên trên này, hay là về phía bên dưới chúng ta sẽ làm thêm những cái lớp trần thạch cao. Thì vô hình chung nó sẽ tăng thêm cái chi phí đầu tư cho công trình thôi, mà nó lại còn không đảm bảo về cái tính giao diện cho công trình nữa. Vậy nên là với những công trình mang một cái phong cách hiện đại này, chúng ta cứ lựa chọn một cái hệ mái Nhật thôi, là thông qua những cái hệ vì kèo mái ngói như vậy, nó sẽ tạo ra một lớp không gian đệm để có thể cách nhiệt rất là hiệu quả rồi. Nó vừa đảm bảo về tính giao diện này, vừa đảm bảo về những cái ưu điểm. Và ngoài ra nữa, xét về những cái ngôi nhà hệ mái cao như là mái Nhật, mái Thái, mái Mansard, thì chúng ta lựa chọn mái Nhật như này lại có một cái chi phí đầu tư rẻ nhất, bởi vì những cái hệ vì kèo mái ngói của nó sẽ không quá là đồ sộ như là mái Thái quý vị nha. Hay là về cái chi phí nhân công xây dựng cũng như là cái khoảng thời gian thi công công trình, chúng ta sẽ không phải kéo dài ra như là những ngôi nhà hệ mái Mansard. Vậy nên đây là một cái sự lựa chọn vô cùng phù hợp với những công trình dân dụng rồi, bởi vì nó vừa đảm bảo được những cái ưu điểm, vừa giảm thiểu được cái chi phí đầu tư cho công trình nữa cơ. Khi mà chúng ta kết hợp giữa cái hệ mái Thái với cả cái phong cách hiện đại là vô cùng hoàn hảo rồi quý vị nhá. Và như đã nói với quý vị rằng công trình này chúng ta sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái yếu tố kết hợp màu sắc, nó sẽ cần phải đảm bảo về những cái yếu tố chuyên môn như thế nào. Thì đây, như quý vị có thể nhận thấy, chúng ta đang sử dụng hai cái màu sắc chủ đạo, đó chính là màu MH trắng và màu MH2216D. Thì nó sẽ là một cái màu nâu nha quý vị. Màu nâu ở đây của chúng ta sử dụng nó sẽ là một cái màu từ những cái mảng sơn của cột công trình này, tường bao công trình, cho tới cái màu của mái. Đó thì cái mái này của chúng ta sẽ là cái mái ngói, mái Fuji, nhưng mà cái màu sơn của phía dưới của chúng ta sẽ là một cái màu sơn mà chúng ta có thể quyết định được nha quý vị. Thì khi mà chúng ta kết hợp giữa hai cái màu, màu nâu của mái này với cả màu nâu của mảng sơn của công trình, đó thì chúng ta đã đảm bảo được cái yếu tố ghi màu cho công trình rồi.
tức là với mỗi công trình chúng ta sẽ sử dụng không quá là nhiều màu sắc, sẽ chỉ sử dụng từ 2 đến 3 màu sắc chủ đạo thôi, thì nó sẽ không có một cái cảm giác là bị rối mắt, bị loạn mắt khi mà chúng ta nhìn vào trong công trình, hay là sau một khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng nó vẫn sẽ đảm bảo được cái vẻ đẹp, nó rất là thu hút nha quý vị. Và ngoài ra nữa, với một cái tông màu ấm như thế này thì nó sẽ có thể giúp cho ngôi nhà trở nên ấm áp hơn vào mùa đông. Và với một cái tông màu ấm như thế này, chúng ta kết hợp với cả cái mảng sơn màu trắng này hay là những cái đá ốp ở đây, nó là cái đá tự nhiên thôi nhưng mà nó sẽ là cái tông màu trung tính nha quý vị, thì đối với công trình này chúng ta đang sử dụng những cái tông màu nó kết hợp rất là hài hòa và nó đảm bảo được cái yếu tố chuyên môn rồi. Tức là với những cái tông màu ấm hay là tông màu lạnh thì chúng ta có thể kết hợp với cả những cái tông màu trung tính. Tuy nhiên những cái tông màu nóng như thế này thì chúng ta sẽ tuyệt đối không thể kết hợp với cả những tông màu lạnh quý vị nha. Những tông màu lạnh của chúng ta có thể kể đến như là những tông màu xanh dương, xanh da trời hay là xanh lá cây ở đây. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tông màu như là mái ngói này, những mảng sơn kết hợp với cả những cái cửa tự nhiên, cửa gỗ tự nhiên, đó thì sẽ đảm bảo được cái tông màu cho công trình rồi. Và đó là về màu sơn của công trình. Sau đây chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái sảnh chính của công trình, cũng là một cái nơi vô cùng quan trọng. Đây là một cái nơi chúng ta sẽ đi ra đi vào hàng ngày, ảnh hưởng đến rất nhiều những cái đời sống sinh hoạt tinh thần của gia chủ. Thậm chí không chỉ có cái sảnh chính này đâu mà sảnh phụ của công trình này chúng ta cũng đang được đầu tư không kém cạnh gì rồi. Với những cái cột trụ ở hai bên nó vô cùng to lớn và vương vức, nó sẽ thể hiện đúng với cái phong cách hiện đại của quý vị nha. Thậm chí cho tới những cái màu sắc, những cái đường sơn chỉ âm cột đây thì chúng ta cũng sẽ sử dụng như màu tương đồng với cả toàn bộ công trình luôn. Thậm chí phía bên trên này chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái hệ mái là mái Nhật. Nó sẽ là một cái sự tương đồng từ cái vẻ ngoài tổng thể cho tới những cái chi tiết nhỏ quý vị nha. Từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong thì người trong giới chuyên môn khi mà nhìn vào là sẽ nhận ra ngay rằng công trình này sẽ được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư có tay nghề chuyên môn rất là đảm bảo, rất là cao rồi. Và một cái yếu tố nữa chúng ta cần quan tâm đến đó chính là cái cửa chính của công trình này. Đó chính là một cái vật liệu sử dụng. Thì ở đây chúng ta đang sử dụng cửa gỗ tự nhiên quý vị nhé. Thứ nhất là nó sẽ có thể đảm bảo được cái màu sắc hài hòa cho công trình như chúng ta đã vừa chia sẻ về cái yếu tố chuyên môn ghi màu. Và thứ hai là về cái tính sang trọng của nó. Thì theo quan niệm trong chúng ta ngày xưa vẫn hay chia sẻ rằng là công trình chúng ta có được một cái cửa gỗ như thế này thì nó sẽ sang trọng hơn, và ngoài ra nữa thì nhìn nó sẽ tự nhiên hơn cho công trình. Tuy nhiên thì quý vị cũng phải lưu ý về cái thời gian hiện tại thì những cái ảnh hưởng của thời tiết tự nhiên, môi trường xung quanh rất dễ khiến cho cái cửa gỗ tự nhiên này nó sẽ bị cong vênh hay là mối mọt. Thay vào đó chúng ta có thể lựa chọn sang những cái vật liệu khác, ví dụ như là cửa thép vân gỗ hay là cửa kính cường lực quý vị nhé, thì nó sẽ có thể khắc phục được hoàn toàn cái hạn chế của cửa gỗ tự nhiên. Và cái hệ thống bậc của công trình này chúng ta đang sử dụng ở đây đó chính là hệ thống bậc ngũ cấp quý vị nhé. Với số lượng là 5 bậc, nó sẽ biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim, mộc, tỵ, hỏa, thổ, đảm bảo rất tốt cho phong thủy. Và ngoài ra ở đây với những cái màu sắc khác nhau giữa mặt bậc và cột bậc này, chúng ta di chuyển sẽ không lo cái tình trạng là bị nhìn nhầm, bước hụt hay là vấp ngã. Ngoài ra nữa thì với cái chiều cao 5 bậc như này, nó sẽ tỷ lệ rất là cân đối với cả một cái công trình nhà 2 tầng mái Nhật như thế này quý vị nhá. Và đó là về vẻ ngoài ngoại thất, và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với trang vẽ hồ sơ thiết kế. Đối với tất cả những bản hồ sơ mà do Mark Home thực hiện, chúng tôi sẽ đều đầy đủ những nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Trước hết xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ kiến trúc. Ở đây với số lượng là 38 trang vẽ sẽ đầy đủ những nội dung cơ bản rồi, từ danh mục bản vẽ này, mặt bằng định vị, mặt bằng bát trạch phong thủy, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ hay là những cái chi tiết kiến trúc ở đây sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công sẽ nắm rõ được những cái cụ thể, những cái thông số chi tiết hơn. Tiếp theo là về mặt bằng hiện trạng của công trình thì tại đây chúng ta sẽ xác định được cái hình dạng và kích thước của lô đất cũng như là những cái vị trí tiếp giáp, ví dụ như là đất hàng xóm này hay là cái đường giao thông, để có thể bố trí cái vị trí xây dựng thi công công trình làm sao cho nó hợp lý quý vị nhé. Tiếp theo là về trang vẽ mặt bằng định vị của công trình thì tại đây chúng ta sẽ có thể xác định hướng của công trình dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Cái hoa gió này của chúng ta thì sẽ luôn luôn chỉ về hướng bắc rồi, từ đó chúng ta có thể xác định được những cái hướng còn lại, ví dụ như là ngược xuống dưới chúng ta sẽ có hướng nam này, sang phía bên tay phải là hướng đông và sang phía bên tay trái là hướng tây quý vị nhé. Và đối với cái công trình của chúng ta, lưu ý rằng là dù cái chiều dài chiều rộng bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn xác định hướng của công trình dựa vào cái sảnh chính này quý vị nhé. Và đối với cái sảnh chính công trình này, nó đang xuôi theo cái hướng là hướng tây nam rồi,
Và hướng Tây Nam này là một trong những cái hướng cũng khá là tốt, bởi vì sẽ có thể tránh được những cái nắng trực tiếp từ hướng Đông vào buổi sáng này, hay là từ hướng Tây vào buổi chiều, mà nó sẽ đón nhận vừa đủ một cái góc ánh sáng thôi, sẽ đảm bảo được cái việc lưu thông không khí cũng như là tiếp cận được những cái nguồn ánh sáng cho công trình quý vị nhé. Và tiếp theo là về trang vẽ mặt bằng bát trạch phong thủy. Tại đây chúng ta sẽ có thể xác định được thông tin gia chủ sinh năm 1987, thuộc cung Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh. Từ đó chúng ta sẽ có thể xác định được những cái hướng tốt, ví dụ như là hướng Đông là diên niên mọi sự ổn định, hướng Bắc là sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng Đông Nam là phục vị được sự giúp đỡ, và hướng Nam là thiên y thiên giới che chở. Tiếp theo là về mặt bằng nội thất của công trình. Dưới tầng 1 này chúng ta sẽ có thể xác định được cái chiều rộng mặt tiền là lên tới hơn 11m, chiều sâu của chúng ta thì sẽ là 17,5m. Như vậy là với mỗi mặt sàn thiết kế của chúng ta thôi sẽ có cái diện tích khá là lớn, lên tới là gần 180m2 rồi. Rất là thoải mái để có thể bố trí những công năng nội thất phía bên trong. Và khi mà chúng ta có được một cái bản vẽ thiết kế như thế này thì sẽ có thể nhận định được rõ ràng hơn về những cái nội thất đã được bố trí trong từng tầng 1. Thứ nhất là dưới tầng 1 chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách bao gồm là một cái bộ bàn ghế sofa kết hợp với cả một cái kệ tivi để phục vụ nhu cầu giải trí cho các thành viên trong gia đình. Tiếp theo là một không gian sảnh đệm, chúng ta sẽ liên thông tới cả một cái sảnh phụ để chúng ta đi vào quý vị nhé. Khi mà đi vào từ sảnh phụ thông qua cái cửa phụ như này, chúng ta đến với cái sảnh đệm thì nhìn không gian của chúng ta nó sẽ trở nên là rộng rãi hơn và cực kỳ là thông thoáng. Tiếp theo là khu vực phòng bếp, thì chúng ta đã kết hợp giữa khu vực phòng bếp kết hợp với cả phòng ăn rồi, thì rất là thuận tiện khi mà chúng ta ăn uống ngay sau khi nấu nướng này. Khi mà đặt một cái bộ bàn ghế khá là lớn tại vị trí này là một cái phòng ăn, nó liên thông với phòng bếp, có một cái bàn đảo nữa nha quý vị. Khi mà chúng ta có một cái bàn đảo như này thì cái việc chúng ta sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn, gia tăng thêm cái diện tích mặt bàn để chúng ta có thể bày biện những cái thực phẩm, trang trí đồ ăn này. Hay là cái bàn bếp ở đây chúng ta đang sử dụng là hệ bàn bếp hình chữ L quý vị nha. Với cái việc bố trí bếp nấu cũng như là bồn rửa theo hai cái hướng khác nhau, tránh xung khắc thủy hỏa đối đầu trong quá trình chúng ta nấu nướng, đảm bảo rất tốt cho phong thủy. Đối với khu vực nhà vệ sinh chung, chúng ta đã đẩy lavabo ra phía bên ngoài rồi, giúp cho cái quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ gia tăng thêm cái sự tối ưu khi mà một người có thể ở ngoài sử dụng lavabo, người khác có thể ở phía bên trong sử dụng cái bồn cầu cũng như là cái vòi tắm sen được ngăn cách với vách kính cường lực. Đối với phòng ngủ của chúng ta, phía dưới tầng 1 thì sẽ đầy đủ những nội thất cơ bản từ giường đôi này, tủ quần áo cho tới bàn làm việc trang điểm. Ngoài ra thì sẽ có đôn đầu giường và cái ghế để chúng ta có thể ngồi đây, chúng ta thư giãn rồi. Lên tới tầng 2 của chúng ta thì sẽ chủ yếu sử dụng cho những công năng riêng tư là các phòng ngủ với số lượng là 3 phòng. Thì tại đây chúng ta sẽ bố trí đầy đủ những nội thất tương đồng với nhau. Riêng có phòng ngủ 3 của chúng ta thì sẽ có một nhà vệ sinh khép kín quý vị nhé. Khi mà chúng ta có được một nhà vệ sinh khép kín như này, sử dụng nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Trong đây mặc dù là nhà vệ sinh khép kín thôi nhưng mà sẽ đầy đủ những cái trang thiết bị vệ sinh từ lavabo này, bồn cầu cho tới vòi tắm sen. Và nhà vệ sinh chung của tầng 2 thì chúng ta sẽ được thiết kế đồng trục với phía bên dưới tầng 1 để dễ dàng đi những cái đường điện, đường nước, và những cái trang thiết bị vệ sinh ở đây nó sẽ tương đồng với nhau quý vị nha, rất dễ cho quá trình chúng ta mua sắm hay là lắp đặt. Và với không gian phòng thờ của chúng ta thì sẽ có một cái ban thờ hướng mặt ra phía bên hông của công trình, thì cái điều này sẽ tuân thủ theo cái bản vẽ mặt bằng bát trạch phong thủy rồi. Thông qua đội ngũ bậc thầy kiến trúc sư của chúng tôi cũng như là bậc thầy phong thủy, chúng ta sẽ có thể lựa chọn ra những hướng tốt nhất dành cho những công năng. Và đối với công trình chúng ta thì sẽ xác định tổng thể công trình dựa vào sảnh chính, cái hướng của công trình. Còn đối với những công năng ví dụ như phòng thờ này, chúng ta sẽ dựa vào cái hướng của ban thờ quý vị nhé, là sẽ có thể quyết định được toàn bộ những cái hướng của phòng thờ luôn rồi. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản vẽ nội thất 3D để tìm hiểu về những cái vật liệu cũng như là cái màu sắc sử dụng cho công trình. Thì tương đồng với cả phần ngoại thất thì phía bên trong này chúng ta sẽ sử dụng cái tông màu ấm quý vị nha. Với cái việc sử dụng khá là nhiều những cái loại vật liệu là bằng gỗ hay là về cái loại gạch đa sàn ở đây, chúng ta sẽ có một cái tông màu là cái tông màu ấm quý vị nha. Thì chúng ta đã đảm bảo được cái yếu tố chuyên môn là ghi màu rồi. Không chỉ là về phần ngoại thất hay là phần nội thất riêng này mà chúng ta sẽ đảm bảo cái tính chuyên môn ghi màu từ ngoài vào trong, từ ngoại thất tới nội thất luôn nha quý vị. Và tới các phòng ngủ của chúng ta sẽ sử dụng sang cái loại sàn khác, đó chính là sàn gỗ. Nó sẽ tạo ra cảm giác là ấm cúng hơn vào mùa đông và sẽ mát mẻ hơn vào mùa hè quý vị nhé. Hay là về cái khu vực phòng thờ này thì cũng đang được bố trí khá là trang trọng rồi, với cái vách lưng là bằng gỗ thì nó sẽ hạn chế sự ảnh hưởng của khói nhang trong quá trình thờ cúng đến những cái mảng tường bao của công trình quý vị nhé. Được rồi, đó là về bản vẽ nội thất 3D. Sau đây xin
mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ kỹ thuật để tìm hiểu về kết cấu chiều cao công trình dựa vào trang vẽ là mặt đứng trục DA. Tại đây chúng ta sẽ có thể nhận định được cái chiều cao tổng thể là lên tới hơn 10m, trong đó chúng ta sẽ đầu tư là 750mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới này, 4,2m cho chiều cao thông thủy tầng 1, 3,9m cho chiều cao tầng 2 và 2,7m cho riêng cái phần mái nhật thôi. Có thể nhận thấy rằng là cái chiều cao của công trình này cũng khá là đồ sộ, nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung các công trình còn lại quý vị nhé. Phía dưới này cũng sẽ có những trang vẽ về mặt cắt 11, mặt cắt 22 thể hiện những cái thông số của dầm sàn tường. Khi mà xây dựng công trình thì đội ngũ thi công cũng như là đội ngũ kỹ sư thường chúng ta sẽ làm việc với cả những cái bản vẽ này nhiều hơn để xác định được những thông số kỹ thuật nó chi tiết hơn, giúp cho công trình chúng ta khi mà thi công lên nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng theo yêu cầu. Tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình thì với những cái nội dung cơ bản rồi, từ danh mục bản vẽ này, ký hiệu thiết bị điện, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình đóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, những cái mặt bằng chống sét tiếp điện, rồi là những cái chi tiết lắp đặt thiết bị và bảng thống kê thiết bị nữa, thì tất cả những cái yếu tố như này cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta lắp đặt những hệ thống điện nước, đặc biệt là với những cái đường âm tường, đường nước chúng ta đi thì sẽ dễ dàng hơn, tránh cái tình trạng là bị phát sinh làm nhầm khiến cho chúng ta sẽ phải cải tạo lại thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như là tiền bạc của gia đình quý vị nhé. Và tiếp theo là hạng mục kết cấu của công trình. Tại đây chúng ta đang sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng băng bê tông cốt thép. Đối với móng băng hiện tại, nó sẽ là một cái loại móng được sử dụng khá nhiều trong những công trình dân dụng rồi, bởi vì cái sự ưu việt của nó. Thứ nhất là nó sẽ có độ sụt lún đồng đều hơn so với cái loại móng cốc, móng đơn. Và ngoài ra nữa thì cái chi phí đầu tư của nó sẽ rẻ hơn so với cái loại móng cọc. Và thực tế là chúng ta sẽ lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng này không phải là cứ rẻ mà chúng ta lựa chọn, hay là nó đảm bảo được cái sự chắc chắn là chúng ta lựa chọn, mà chúng ta cần phải có được cái sự phù hợp với cả cái nền địa chính quý vị nhé. Và nó đã thông qua quá trình đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để khảo sát cái nền địa chính ở đó rồi. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái việc lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng này dành cho từng công trình quý vị nhé. Và cuối cùng là về phần dự toán thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp để có thể bóc tách những cái hạng mục từ lớn nhất như là phần thô này, phần hoàn thiện, phần mái, phần thân cho tới những cái rất là nhỏ nhặt chi tiết thôi. Từ những cái bạt ni lông, trải sàn, con kê hay là những cái đinh vít, chúng tôi sẽ liệt kê đầy đủ tại đây rồi để giúp cho quá trình chúng ta thi công sẽ hạn chế tối đa cái sự phát sinh nha. Và ngoài ra nữa, nếu quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong là chúng tôi còn cam kết sẽ hoàn toàn không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành của công trình khi mà chúng ta đầu tư thiết kế thi công trọn gói. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Thắng có địa chỉ tại Thanh Hóa. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.